Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình chia sẻ với mọi người là mình làm cái video để mình giới thiệu với mọi người mình làm cái những cái phụ kiện mình làm YouTube nhé mọi người ơi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói những cái phụ kiện mình làm YouTube ấy. Thì bây giờ mình có mỗi cái máy điện thoại này mình đang quay thôi. Thì mình đầu tiên là mình giới thiệu mọi người là trước mình quay là mình dùng bằng cái gọi là cái gậy tự sướng đây nha mọi người nha. Đây là cái gậy tự sướng đây. Thì cái này nó rất là rẻ tiền thôi. Cái này mình mua 50k ở lúc mình đi hội lồng tồng nha mọi người nha. Và cái thứ hai thì mình giới thiệu mọi người là cái con Eken H9R nhá. Eken H9R V7 nhá mọi người nhá. Đấy còn thứ hai, con này thì mình không hay quay mấy đâu, mình con này chỉ mình đi đi đường thì mình mới hay quay bằng con này thôi, bởi vì nó là cam hành trình nhé mọi người. Màn hình nó rất là rộng. Đấy, cái khung hình nó của nó là 170 thôi. Đấy, đây là con thứ hai của mình nhá, mình hay dùng nhá, sử dụng con này nhá, mình chỉ quay đi đường thôi nhá mọi người ơi. Còn cái chân chân ba này là của con gimbal, và con gimbal đầu tiên giới thiệu mọi người mình dùng con gimbal này nhá mọi người nhá. Đây đây Studio gimbal, con này mình không hay dùng mấy bởi vì nó gimbal chống rung, nhưng mà con này không chống rung được nhá mọi người ơi. Mình mở cho mọi người xem con gimbal này. Con này thì chống rung của nó gọi là gimbal chống rung, nhưng mà con này dùng rất là không hợp lý đâu. Đấy, nó chống rung rất là kém luôn. Con này mình quay nhiều mà chống rung kém lắm. Mà không phải rẻ tiền nhá mọi người nha. Con này cũng 2 triệu ba đấy mọi người ạ. Con này mình mua dưới thành phố Thái Nguyên. Chức năng của nó thì đầy đủ, nhưng mà lúc mình đi rung lắc là rất nhiều. Đấy, con gimbal này thì này, trông rất là ngon nhưng độ chống rung của nó rất là kém. Đây có cả chân để mình vặn cái tripod vào đây. Đây nó sử dụng lâu lâu mình không dùng thì không biết là còn điện không đây này. Cái này thì sử dụng kém lắm. Cái này thì mình bây giờ mình không test thử được, nó rung rung cực luôn mọi người ạ, không bằng mình quay cầm tay đâu. Đây mình cho vào đây nha. Hộp rất là ngon, rất là ngon, nó có đầy đủ phụ kiện đấy, nhưng mình chỉ cho mọi người xem những cái quan trọng như cái này thôi. Gimbal này nhá. Gimbal đây, gimbal Studio gimbal đây nhá. Chống rung rất kém luôn. Đa số là các video mình quay bằng cái điện thoại mình đang quay đấy nhá mọi người. Mình quay bằng điện thoại hết nhá. Ở trong này thì mình có hai cái điện thoại thì nó bị dập vỡ mà chưa chưa lúc nào đi sửa nhá mọi người nhá. Đây là những cái dụng cụ mình quay video nhá mọi người nhá. Con này là con Samsung Galaxy
bao nhiêu nhỉ? Con này mình nhớ là con gì, con này là của Galaxy A50 nhá mọi người nhá. Vỡ hết này. Là mình chưa đi sửa được này. Con này là con Z2 nhá mọi người nhá. Galaxy Z2, Samsung Galaxy Z2 mình toàn quay bằng điện thoại thôi nhá mọi người ơi. Đây nhá. Con này A50 nhá. Và bây giờ mình đang quay cho mọi người xem là cái con A20 đấy. Hai con này thì bây giờ nó hết pin rồi. Mà con này thì tịt nguồn luôn. Con này thì vừa mới bị rơi vỡ này. Đây vỡ này, mình mới thay màn hình xong lại rơi lại vỡ luôn này. Đây con này con Z2 nhá, quay rất nét này. Chỉnh sửa video rất tốt nhá mọi người nhá. Còn nét hơn con mình đang quay ở đây, con mình đang quay đây là con A20 nhá mọi người nhá. Đây mình cho vào hộp đây, mình bảo quản vào hộp, hôm nào mình đi sửa những con này mình phải sửa lại. Nói chung là vẫn trùng tốt nha mọi người nha. Và cái thứ ba đây là mình giới thiệu mọi người nha. Đây con này. Con này thì hầu như là mình chưa sử dụng bao giờ nhá mọi người. Con Vimbo 2 con Fujitec đây là mình chưa sử dụng bao giờ. Nói chung là mình mua được hơn một năm đấy, mình chưa quay con này bao giờ nhá mọi người nhá. Bởi vì chức năng của nó thì con Z2 này thì tải cái ứng dụng Viku nên là không được nhá mọi người nhá. Về không quay được đâu. Không tải được cái ứng dụng về. Thế là mình là bỏ cái con gimbal này mình chỉ sử dụng. Thì đến lúc mình mua cái con A50 thì mình A20 này mình mới có cái app Viku nên thì mình mới quay được. Đây con gimbal của mình đây nhá. Giới thiệu mọi người là mình chưa quay con gimbal này bao giờ. Toàn cái bằng điện thoại nhá mọi người nhá. Đấy giới thiệu mọi người là những cái dụng cụ mình làm YouTube nhá. Đây như con Eken H9 này thì mình mua ở trên shop, thì con này nó kèm theo hai pin nhá mọi người, một pin ở trong này và kèm theo một thẻ nhớ 16GB nhá. Thường thường mình quay được điện thoại là mình dùng bằng cái gậy Zyrtec này nhá mọi người nhá. Đây Zyrtec này nhá. Có cái này có chức năng chụp chụp hình kết nối Bluetooth. Đây mình quay, thường thường mình quay vào con này. Đa số là mình cầm tay hết nhá mọi người. Đấy. Con này sau một thời gian mình sử dụng thì mình bảo quản nó không không được tốt lắm. Bây giờ cái kính này nó hơi mờ nhá mọi người. Mọi người có thể chia sẻ cho mình comment ở phía dưới làm cách nào để lau được cái màn hình này nó trong được không ạ? Đấy mọi người cứ comment ở phía dưới giúp mình nhá. Con này quay thì màn hình nó rất là rộng, nó 170 độ cơ mọi người ạ. Nó có túi bảo quản đây này. Và có cả hộp chống nước đấy. Mình trong cái thời gian mình đi nó bụi quá cho nên là bây giờ kính nó rất là mờ. Vậy thôi mọi người nhá. Video mình chia sẻ với mọi người là cái những cái vật dụng mình làm YouTube như vậy thôi. Đến đây thì video xin kết thúc ở đây nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Hẹn gặp lại mọi người những video sau nhá mọi người nhá.